Có lẽ sáng nay mình dậy thấy mọi người đăng bài rất là nhiều, Fate Clan vô địch Major rồi. Thì nghe thấy mọi người đăng nhiều, chắc có lẽ đây cũng là một kỳ Major có cảm xúc rất là mãnh liệt. Thì hôm nay mình sẽ thử phân tích video để xem có những gì sẽ xảy ra trong ván đấu này. Boki được bút lên rồi, từ đấy bút cái góc đấy, nếu mà bút hai người đấy thì thường sẽ không tạo tiếng. Thì chắc chắn là Fate Clan muốn thử chiếm lâu A rồi. Chuối không có tiếng động gì mấy. Bên nào vi để bắn 3B đầu mặt bài tạm bất tiếng thôi. Nào vi đánh 3B này là để counter chặn B nhanh, nhưng mà Fate Clan chuẩn bị đánh A rồi. Ui mồm luôn kết thúc rồi. Đây Rocky đứng chỗ này á để bút Rocky lên này. Rocky đâu nhỉ, đấy nếu mà anh em bút từ cái đại lên thì chắc nó không tạo tiếng. Cái trick này chắc chắn thì sẽ sử dụng rất nhiều ở trên rank cao. Sau khi bút Boki lên đây để tạo bất ngờ, thì Boki đầu tiên là sẽ kêu một lúc này để tránh xem là địch có đẩy lên timing không để check không đấy. Và anh em nhìn thấy sau khi đồng đội bắt đầu di chuyển lên rút đi, khi Rain ở đây đợi rope đi rotate về sau khi đã bút Boki lên, thì hai người sẽ đi cùng nhau lên trên này để đổi mạng và chiếm cái lầu này để tránh trường hợp là có người ở trên lầu này cương đấy. Và cũng cùng lúc là Boki ở đây di chuyển lên đấy, sau khi thấy đồng đội mình đã di chuyển lên, và đây là một pha chiếm lâu A khá là hoàn hảo đấy. Và còn đấy là còn lại của ván đấu là vì đã đánh lô sai. Tại vì nếu mà để nói thêm về cái round lúc đấy thì mọi người có thể thấy là phết tràn A khá là dễ, cũng không có trách trước gì từ phía Navi cả, và gần như đấy là một pha di chuyển hoàn toàn dễ dàng. Mọi người nhìn thấy không, Fate Clan mua 4 khẩu Gali, phần lớn là ở cái tầm khoảng mức tầm pro này thì họ bắn AK hay Gali thì cũng được. Và đây mới là round thứ hai, có nghĩa là nếu các bạn phút bay thì mình bắn Gali thì mình vẫn có lợi thế hơn về súng và khoảng cách. Phần lớn là họ sẽ mua Gali để tối ưu hóa lượng bom mìn của mình. Không, quả smoke này không lỗi đâu, quả smoke này cắt một cách hoàn hảo là làm khác. Giờ mình cũng ít xem giải rồi nên mình cũng không biết nó quả cái móc cắt chuẩn đấy, nó cũng là một cái rất là hay đấy chứ, bởi vì cắt chuẩn ở cái góc này nó cắt sát cái góc ấy luôn. Bởi vì nếu mà bạn muốn đứng sau smoke mà bạn spam, bạn chắc chắn sẽ bị bắt một cách dễ dàng luôn. Xem đội hình của Fate nào, đội hình của Fate thì chỉ cho Boki chiếm chuối là mình cũng Boki chiếm chuối thôi. À đây đi chiếm chuối hai người rồi. Bên Fate ném quả smoke nó cắt cực kỳ chuẩn, thế nên là sẽ khó có trường hợp có người bò qua, thế nên Rain quả đấy khá tự tin bò lên check luôn. Có vẻ như lần này Navi đánh lô chuẩn này, tại vì eco thì cũng chẳng gì mất. Trong trường hợp mà Navi dự đoán là Fate sẽ dồn người về đánh B thì đánh lô này nó là bình thường thôi. Khi mọi người đã không có súng to rồi thì nếu mà mọi người có súng bé, nhất là ở tên trình độ rank cao, nếu mà mọi người có thể bắt được người thì có thể giúp cho tay mình rotate dễ hơn. Ví dụ bắt ví dụ bây giờ đánh lô đánh B rồi đấy, thì trong trường hợp này là Fate đánh đánh B thật, thì cái đánh lô này có thể tối ưu hóa việc thủ sai cho đồng đội rotate được. Và tất nhiên là người ta là người chứ không phải robot rồi, không phải lúc nào cũng có thể tạo phép màu được. Round này là đánh lô đúng thì vẫn thua. Thờ mốc cắt quả này chuẩn quá nên chắc chắn là Na'Vi không làm được gì luôn ngoài việc là phải lùi lại. Simple và timing có người bò gần smoke. Và đúng là timing thật, rõ ràng timing bò bò gần smoke nhanh nhất kể từ khi quả smoke mới nổ. Flash cho check với cả Fate đã smoke cái cửa thư viện rồi để chiếm kiểm soát ách. Đấy. Tôi phải cho nó lui không? Đội hình của Na'Vi à. Đội hình của Na'Vi bây giờ là bắn
thủ 2A sâu, tức là sẽ quả đấy là tất nhiên là phết chiếm ách rồi. Thì thay vì ra cương ách thì là Navi sẽ bắn thủ sâu. Đấy, thủ sâu bằng cách đứng ở CT à. Thì nếu mà phết clan muốn chiếm ách đi về B thì sẽ có người thủ ở CT để chặn cái tình huống rotate về B. Còn nếu mà không thì KS ở đây cũng được, và A chắc chắn sẽ cố gắng chơi thủ và kéo thời gian lâu hơn. Nếu mà trong trường hợp tràn vào A thì người ách vẫn sẽ có thời gian rotate về. Cái clan này quyết định đánh B rồi. Chắc trường hợp này mình nghĩ sẽ không 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 fake đâu, bởi vì còn hai quả smoke thôi. Hai quả smoke thì chắc chắn nó sẽ đánh B rồi. Đây ta lập quyết đoán rotate luôn. Bằng này tham với cả lượng bom mìn được trả ra trả đến hai quả rồi. Nếu mà anh em để ý lúc nãy là bên A đã trả ra hai quả smoke rồi, một quả cắt ách, một quả cắt thư viện đấy. Thế nên là chắc là Navi đã tính đến chuyện là ném hai smoke rồi, thì hai smoke còn lại thì sẽ đánh B thôi. Có thể là hai smoke cũng có thể đánh A, nhưng mà trong trường hợp là có một người giữ ách sâu mà không thấy có tình huống gì xảy ra thì Navi đã đoán chắc là đi B. Thì mình nghĩ chuyện đấy rất là bình thường. Đường mạng rất là tốt. Quả anh em nghĩ bom bít bắn hơi bắn cơ thôi, nhưng mà không, quả đấy mà bom bít phải bò vào trong đấy thì cái tình huống khiến cho bom bít đi tay nó hơi khó đấy. Tất nhiên là bắn quả đấy sẽ khó rồi. Ok, giữ CT của góc rất là tốt. Giữ góc này ấy, để kê CT à, nó sẽ vừa đủ. Tức là nếu mà có địch tràn vào đây đúng không, thì sẽ khó thấy cái người đứng sau cột này, nó là chuyện bình thường. Rốt ly đứng ở đây à, đứng ở đây để cover cho đồng đội luôn này. Hai góc đứng là đẹp. Thì quả này bắn lỗi thôi, chẳng gì nói à. Simple một máu. Quả này simple là đoán luôn này. Simple nghe tiếng nạp đạn ở chuối rồi. Và simple bò thẳng luôn. Simple tức là bây giờ có một máu, bây giờ cũng không thể bắn rằng chuối được. Thì sau khi đồng đội vừa bị chết xong mà Simple không pick thì Fake Clan cũng không thể đoán được vị trí của người cuối đâu cả. Thì Simple đã tính luôn rồi, Simple tính luôn là có thằng Group D ở đây, và chắc chắn thằng ấy, một là nó nếu nó nhìn thẳng thì mình sẽ chết luôn, còn nếu lúc nhìn chuối thì Simple sẽ bò vào được, nên Simple quyết định bò vào luôn. Gỡ phách để đảo hướng ra, nhưng mà Robby bắt được rồi. Robby quả cũng đoán được. Toki có timing sớm để ra chuối. Thế nên Toki đã chọn là nếu mà anh em có timing sớm để ra chuối thì anh em nhảy lên cái khúc gỗ kìa, thì anh em sẽ luôn kê được địch CT, nó chỉ mới chạy đến mép tường thôi. Thế là dựa vào vị trí tốt, Brocky lên pick người luôn. Và pick trượt. Đúng rồi. Rain flat front. Đã cài lên mới cắm đầu xuống. Quả front đấy thì tôi chưa ném bao giờ, nhưng mà tôi sẽ đoán là quả front đấy nó sẽ rơi vào tầm khoảng đoạn cao đầu này. Cao đầu này thì với những người kê ách thẳng thì chắc chắn sẽ auto mù, kể cả mọi người kê thẳng cái mép này hay là mọi người đứng lùi lại, kể cả mọi người đứng lùi lại để sau cái móc tường này để mọi người đợi timing dàn ra, mọi người vẫn sẽ mù. Nhưng mà rất tiếc trong trường hợp này Simple nấp chiếm được ách rồi, nhưng mà Fake Clan quyết định là đi bề. Rain bò luôn để lấy thông tin vì Rain lurk. Trong cái trường hợp mà Simple bị bắt một người đúng không, thì thường nó sẽ bắn 3A rồi, bắn 3A thì chỉ có 2A 2B thôi. Thì trong trường hợp này Rain muốn kiếm cái thông tin và lurk luôn, bởi vì khi ba người đã tràn vào chuối rồi thì tất nhiên là hơn người rồi. Rain là một người lurk thì cũng chủ động bò nhanh luôn, bởi vì đồng đội mình để cho bắt nhịp cùng nhịp đồng đội mình ấy. Quả đang check để xem có người rotate cùng tham mình không này, nhưng mà không có rồi. Có bắt đầu chạy rồi. Fate Clan luôn có vẻ thích tactic là cho một người chiếm chuối, là không không quá nhiều người, toàn là trả bom mìn ra. Có thể là
có thể là có một người bắn cover nhưng mà sẽ luôn có một người chiếm chuối. Phết sẽ hold chuối, nếu mà hold chuối thì phết sẽ bắn một người, còn nếu chiếm chuối phết sẽ bắn hai người. Không biết quả này có quyết định đánh B luôn không hay là chỉ là bắt người thôi, phách thôi. Đây, Navi cũng bắt đầu rotate rồi. Đánh luôn à? Quả phát Rocky vừa ném là cái quả sẽ mù tất cả mọi người đứng ở mọi vị trí trong xa ấy, gần như là mọi vị trí. Phát rồi. Phách nhưng mà chắc là phách ý phách clan phách là để ép người về B ấy. Phách xong cái bắt đầu rotate luôn mà. Về trường hợp này phết clan cũng hết bom rồi, có nghĩa là chắc chắn họ sẽ đoán là Navi sẽ rotate phát là họ sẽ làm cả, sẽ tìm cách đánh A nhanh luôn. Quả đấy nếu mà bình thường là eco của tầm khoảng rank thấp đúng không, mọi người có thể xét bài mọi người phi vào luôn cũng được, kiểu người biết là bên kia bắn lục đấy, ông phết clan bắn vẫn phải phách, họ vẫn cẩn thận. Đổi mạng ngay lập tức luôn. Cao của Carrion quả đang bỏ B. Bởi vì team mình bị thiếu người rồi thì chắc là bình thường B sẽ bắn hai người đúng không? Thì quả này Carrion bò này không thấy thì có thể đây nghe tiếng chạy rồi. Thì chắc Carrion biết là một người. Ui, quả này là bom bit chạy về, tai nghe của mình bị đuổi. Bom bit chạy về quả Carrion nghe thấy Carrion kê. Thì cái time đấy perfecto ta già ta bắn thôi. Mấy bò đấy thì đến cái một một thời gian anh em bò nhất định thì nó sẽ không có cái timing chuẩn nữa rồi. Cả đấy nó chỉ tùy thuộc vào timing của mình thôi. Mình cảm thấy kiểu địch lúc ấy địch sẽ pick hay không ấy, bởi vì Carrion đã bò một cái thời gian nó rất là dài vào trong bom sai B rồi. Bò chán chê không có ai pick cả. Thì Carrion nghĩ là người ông sai, một là người ta sẽ nấp hẳn, hai người ta chọn góc khác để đứng ở CT. Mà nghe tiếng bom bít rồi chắc là kia bom bít thôi. Thì đúng tham về perfecto thò đầu. Bởi vì biết thừa là nếu bom bít chạy về tạo tiếng thì chắc chắn là người đang bò sẽ nhìn về phía bom bít, thì lúc ấy perfecto pick ra tuyết luôn, có nhiệm vụ chiếm chuối. Nãy giờ tao thấy tuyết chiếm chuối mọi người thấy không, tức là sau khi tuyết lên ném lửa đó, bây giờ mình không biết là có lửa có người ở bao cát hay không. Bây giờ ví dụ bình thường người ta đứng chuối sẽ đứng hai góc, một là góc này hai là góc này. Nếu mà bình thường các bạn khi thấy người ta ném lửa ở đây đúng không, các bạn biết địch sẽ tới, thì nếu các bạn tự tin thì các bạn có thể đứng đây, các bạn căn thời gian là các bạn giả ra các bạn bắn địch đang bò lên đúng không, còn nếu không các bạn lùi lại. Còn một trong trường hợp nữa là các bạn đứng ở cái bao cát này và các bạn bị lửa bạn chạy ra, thì sau khi Twisted Lab ném lửa ấy, quả flash được búp ngay lập tức, tức là Fate Clan đã tính được trường hợp là sau khi quả lửa đấy cháy địch sẽ pick hoặc là địch lùi lại, tất nhiên là địch lùi lại địch sẽ nhìn về hướng này đúng không, thì quả flash đấy sẽ được búp ra tuy test test dàn ra chắc luôn, hay là có tính toán hết của nó. Anh em thấy không, quả đấy nhẹ, quả đấy giá sau rồi nhảy xoay vẫn bắn vẫn trúng, phải khó thực sự. Nghe tiếng nạp đạn rồi thì quả là đốt bằng bò chắc tưởng chỉ một sai thôi, vì từ góc mình nhìn cũng thấy thế, nghe tiếng nạp đạn với cả một người nhảy ở ngoài kia nữa thì à, nghĩ là hai người, không nghĩ có thằng đứng trên đấy. Đổi mạng luôn, xuất sắc, quả không bao giờ kịp bắn đến mạng thứ hai luôn. Đấy là quả tuy tết giạt lên nhá, tuy tết biết trên đấy có người rồi bởi vì Rob gì bị bắn chết, tuy tết giạt vào pre-fire luôn thôi để vẩy tâm xuống luôn mà vẫn không kịp đổi mạng luôn. Quái có người bu flan từ ngoài rào rồi, bút phát ngoài vào thì quả ấy tràn ba người vào thì cố gắng tràn nhiều người nhất có thể thôi, tại vì
tại vì không ai kiểm soát lầu ấy, nhưng mọi người phải hiểu là khi mọi người kê trong sai mà ăn quả flat mà bị mù ấy, mà khi tem mình tràn sát sát đến nỗi như thế, tức là sát thì cái cửa lầu rồi, thì nếu mà để phản ứng lại được với pha này nó sẽ hơi khó, nó rất là khó. Rope đi flat thế là để tránh có người đẩy sớm hay có lửa không? Flat không, không quả đấy rope đi ném flat không phải bởi vì mid có người ném lửa, mà bởi vì Faze Clan đã giao tiếp với nhau là đầu tiên là sẽ không có người kê mid sớm, bởi vì Brokey ném flash cho hai thành viên của Faze ra chiếm chuối, nên là đâm ra thành không có người nhìn mid đầu, và cái tham mid đầu là cái tham mid đẩy ra sẽ có người đẩy sát sát tường trái mid ấy để ra pick người ở second mid, thế nên là Brokey flash luôn, rất là teamwork. Thế nên là tại sao không không có lửa, không có lửa mà vẫn ném flash. Bom mít làm hai mạng rồi. Lần này Na'Vi thì chủ động châm chuối bắt được hai người. Thôi, nhiệm vụ của mình thì mình cứ làm thôi. Chuối mất thì nếu bây giờ anh em mất chuối, anh em không để chiếm được chuối thôi, thì bây giờ làm gì? Tất nhiên là chiếm chiếm A rồi, cố gắng chiếm vị trí của A, chiếm lâu A. Rô thì đặt tầm chắc thế. Đấy, nó vẫn check hết nhá. Nhìn đâu, anh em nhìn đâu. Nó check hết luôn nghĩa địa này, trên này. Bên trên này này và đây nữa. Check hết. Quả này là hâu rồi, hâu rồi xem nó nguội bò như nó. Có flash cao đấy, ném mà ném cao thế thì chắc chắn sẽ mù mù chuối vườn hoa. Quả đấy cũng có thể để counter những thằng ngồi sau cái thùng, ngồi trên cái thùng default rồi đó. Nhưng mà Rob đi check rồi. Ngoài bò này là chuẩn rồi, không có gì để nói cả. Rob đi quả đấy kê đây xem có ai bò ra không. Đoạn này là đoạn cần có một sự giao tiếp cực kỳ lớn này, bởi vì khi hai người bò hai góc khó như này ấy, phải cộng hưởng cho nhau đấy. Rô đi di chuyển này đấy mọi người thấy không, và Rain cũng bắt đầu di chuyển luôn. Phải Sipo đứng góc trên thì bắt, và tất nhiên là khi Faze Clan tốn rất nhiều thời gian để đánh vào trong side thì Na'Vi đã rotate rồi, thì nó là chuyện bình thường thôi. Sủi luôn, cái này bắn không được sủi luôn, và tức là nếu mà anh em setup bình thường thì sẽ có một ách đây, một boiler, một sai đúng không? Thì sau khi bắt được một boiler rồi, có ách đấy, thì hai người cảm thấy bây giờ mình sẽ phí thời gian làm đầu ách đấy, nhưng mình bây giờ mình chiếm ách cũng chẳng có tác dụng gì, thì thay vào đó thì hai người đẩy thẳng vào boiler và kiếm người còn lại trong side luôn. Nhưng mình cũng không biết là quản nguyên setup như nào. Rồi bút một flat sủi luôn, sủi luôn, sủi luôn, đúng rồi, ngon. Quả này phải quắc đúng rồi, quả ấy di chuyển thế là chuẩn rồi đấy, nhưng mà Rain bắn phát vào mặt. Mà nếu mà quả đấy có sự giao tiếp từ bên phía Faze Clan thì chắc chắn là vẫn sẽ đoán được Perfecto đang quắc thôi. Quả Perfecto nhảy xuống biết có người trên lầu rồi, và biết biết là địch sẽ tràn vào rồi, chảo flash xuống boiler nhảy xuống ra quắc check xem có địch không. Nhưng mà quả đấy Rain đứng ở góc đấy thì chí quá. Quả phi thẳng luôn, có người bu flash rồi. Nào vì căn flash của đấy chuẩn. Elix vừa chạy đến cái cửa phát là có flash búp luôn, và flash nó rơi đúng cái timing này luôn. Đây, phép bắn 3B đây. Nãy nào vì bắn 3B. Cái tem thích bắt bài nhau. Lượng bom trả ra vẫn là đủ. Vẫn là đủ cho nào vì có thể đánh được A.
Pha tanh khá chuẩn chỉ từ Papatronic. Có vẻ là không ổn cho lắm. Không ổn cho đại vương ơi. Bắt được người nhưng mà còn lửa hơi đau. Không, bị bắt được một người rồi. Nhưng mà tình huống vẫn là 2v2. Mà kêu về fake clan, fake clan thì đầy máu. Chắc bên kia cũng sẽ bên phép chắc là cũng sẽ đoán rồi, spam bác biết các kiểu rồi. Bên này chắc chắn cũng đoán được, bên này không yếu một thì không yếu hai thì yếu một. Ui, mà Perfecto làm mồm. Quái trade đúng rồi, kẹp cháo. Quái kẹp cháo là ngon rồi. Quái xử lý chuẩn. Bắt được một người, quả đấy Perfecto nhiều máu hơn thì Perfecto sẽ cố gắng là ra ta bắt người thay vì để bom bom béo bắt. Bây giờ bom béo mà bắt không được thì cũng như chết. Perfecto chọn bắt người luôn. Là Lovely thông minh hoặc là bắt acid frag luôn. Nếu mà khi trong trong trường hợp là team mình lead rồi mà team bạn đang bị yếu tiền và mình có giả thiết là team bạn cũng yếu máu nữa thì Lovely có thể lại bắt súng cũng được, kể cả mệt cả bản thân Lovely chết cũng được. Lovely vẫn có thể mua súng được rồi Lovely thắng. Lại một tình huống tăng nhanh nữa. Bây giờ chỉ có một quả sấm mốc thôi. Lượng bom mìn này chắc chắn chỉ có thích hợp cho nào vì đến Nga thôi. Còn trong trường hợp mà Na'Vi đánh B thì Na'Vi phải bắt được một người, bắt được một người xong đánh bài luôn thì mình có thể loại bỏ được vị trí địch đứng còn lại đâu, bởi vì B chỉ bắn hai người thôi. Nhưng quả này chắc chắn là quyết định là đánh A rồi, hết smoke rồi còn đâu. Cho bom bít yếu máu ở lại hầu tránh chuối rotate nhanh. Có check trên check dưới này, vẫn rất là cẩn thận bỏ luôn. Ừ, hết smoke rồi, chẳng có cách nào khác. Trong trường hợp mà mọi người hết smoke thì chỉ có bò đây làm gì nữa. Bây giờ cách tệ hại nhất để mọi người có thể anti ở trong side là mọi người ném flash, ném gì đấy là mọi người tràn. Bởi vì ok đánh thấp thì chúng ta ném flash để địch mù, địch lùi về đúng không? Còn đây là trong trường hợp là mình không muốn địch rotate về quá là nhanh, tầm pro này thì cái việc rotate nó rất là nhạy cảm. Có tiếng phát là sẽ bắt đầu rotate luôn hay nhào đấy. Bây giờ còn ném quả lửa này, ném lửa đi. Bây giờ mới bắt đầu rotate này, người sẽ vào rotate luôn. Quả đấy bên phết không không dám rotate luôn, bởi vì có thể Na'Vi sẽ chiếm đến tầm khoảng nửa chuối này, ném lửa này để check xem có những ai ở gần đây không. Ví dụ bây giờ trong trường hợp nhá, có một người đứng ở ách đi và bị ném quả lửa trúng người ra ra và bị bắt lẻ. Bây giờ Fate Clan có thể rotate nhanh, cực kỳ nhanh luôn, khi có người bị bắt phát là rotate luôn. Na'Vi có thể đi ngược về. Nhưng mà trong trường hợp này thì quả lại không để rotate như thế được, bởi vì bây giờ Fate Clan bị thiếu mất một người rồi. Quả này bị bắt người phát thì Fate Clan bắt buộc phải rotate mà vẫn còn có người ở B muộn nhờ, vẫn còn có người ở B muộn. Bởi vì sợ Na'Vi vẫn fake. Quả bắt đầu với rotate về và lại biết kê như này thôi, còn đồng đội trong side chắc chắn sẽ là kê thẳng. Đúng rồi, góc kê góc này kê đẹp rồi, simple kê này để xem có người giạt ra không. Nếu mà trong trường nếu mà ngồi như này ấy, thì những người đi vào đây thì sẽ không thể thấy được simple được, thì một người ta phải nhảy lên trên này hay là người ta đi ra đây đấy. Và nếu simple bị chết thì biết sẽ ra tao đổi mạng luôn, bởi vì góc đấy là góc kẹp cháo cực kỳ hoàn hảo. Bò này bít lộ vị trí rồi, liếc tốt trên lầu. Quả perfect rồi, buff flash là bít, buff flash là perfecto pick
nếu bây giờ tuy ZZ mà pick được Perfecto đi thì có Flash để mù thì Beat ra vẫn đổi mạng vì bình thường. Kể quả này không buff Flash đi chăng nữa, Perfecto giạt ra trước thì tuy ZZ đang bắn Perfecto thì Beat có thể đổi mạng luôn, trường hợp nào vẫn đợi. Nói chung là Beat vẫn cẩn thận. Mà Perfecto không đợi có Flash nổ rồi mới pick nhá, mà Perfecto pick trước có Flash một tí để bắt đầu ép tuy ZZ bắt buộc phải bắn Perfecto. Quả này chắc chắn là mình nghĩ là Na'Vi sẽ quyết đoán và đánh B luôn thôi, bởi vì Faker vừa có một tình huống thua và thường nó sẽ hết tiền rồi. Đánh luôn. Ôi. Quả Lucian. Phết rotate luôn thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm, bởi vì trong trường hợp eco mọi người có thể đoán hoàn toàn đoán được, đoán thoải mái. Nhất là tay mình có bắt được, vừa bắt được người cơ. Bên 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 Phết đã lộ vị trí rồi, một CT một trong sai. Vẫn phải làm hai. Quả đấy hơi khó. Quả cầu với nhau chuẩn quá. Nhiều mọi người sẽ bảo là sao simple của đấy mà để chết được. Khó chứ. Quả rain muối đông sai, ông Karin ông ấy đợi cái timing, nhất là vào đồ người ta đặt tâm chuẩn nữa. Khi mọi người bắn mọi người tạo tiếng đúng không? Người ta nghe thấy tiếng, người ta biết bạn ở chỗ nào rồi. Lúc đấy người ta giạt ra, nó chỉ giạt ra một nhịp duy nhất thôi mà bạn đang bắn trong sai, bạn phải quay ra bạn bắn cả CT, bạn sẽ bắn kiểu gì? Quả vỡ đầu là chuyện bình thường. Na'Vi không chiếm chuối à? Bắn lúc đầu nhưng mà không chiếm nữa. À rồi rồi rồi, hiểu hiểu hiểu. Bỏ chuối một tơn. Chắc là sợ bị ném bom. Bỏ chuối một tơn xong rồi trả flash cho vào chiếm lại chuối. Nó đây là một hình thức câu bom của Na'Vi. Là Na'Vi sợ là bên Faker sẽ trả bom ra. Thế là Na'Vi chọn cách là lùi lại một tơn. Và bắt đầu buff flash chiếm lại. Karen trả flash trước, quả là Karen trả flash xong rồi định nhá có ai không rồi mới trả smoke. Trả là cái bom bi bắn vào mồm luôn. Quả ấy định flash flash để ra trả smoke. Nhưng mà quả ấy nếu mà là mình thì mình nghĩ, nếu là mình nhá thì mình sẽ nghĩ đơn giản hơn, bởi vì nếu mà trong trường hợp ném hai lửa mà có khả năng là có địch ở đấy thì mình nghĩ là mình sẽ trả smoke rồi luôn. Thì chắc là Karrion muốn tận dụng quả smoke đấy càng lâu nhất càng có thể, bởi vì CT yếu bom rồi. Quả Na'Vi chiếm chuối này, chiếm chuối chủ động luôn. Thì cho mình beat hold thôi. Thì ta tích này cũng được. Ý mình ở đây không phải là pro như này nọ kia đâu nhá, không nhớ không lại lợi dụng lồng lên. Nói chung là quả này là Na'Vi cho người đánh toàn được B, cho mình bom mid hold thôi, tránh trường hợp là có địch đẩy không. Thì nếu mà nói về tactics của đội hình thì nó có thể thay đổi nhiều lắm, có thể một người hai người. Và chắc là Na'Vi ra đoạn đầu đoán được là Faker Clan yếu tiền rồi, thế nên là đánh thẳng vào một sai luôn cho mid hold thôi. Thế là mọi người xem hai round pistol của hai team ấy thì mọi người cũng có thể thấy được sự khác biệt rồi. Trong trường hợp mà Faker Faker Clan biết là Na'Vi yếu tiền, Faker Clan vẫn phải đánh fake một nhịp, mà cảm giác vẫn có gì đó cẩn thận. Còn Na'Vi thì quyết đoán hơn, Na'Vi biết là yếu tiền họ sẽ đánh khu vực ấy luôn đấy. Và khi ván này là biết Na'Vi biết là bên kia có tiền rồi, Na'Vi sẽ đánh khác đi, không cần đánh đúng vậy bốn chuối nữa. Đấy, flash cho symbol, chắc để symbol pick bom bit sẽ bò. Ném ném đồ cho đồng đội chắc chắn là chỉ có bò thôi. Hay nghe được một orb boiler rồi. Ngắm zoom 2 nữa, lộ vị trí rồi. Mình có thể đoán được luôn. Đó, ngắm boiler chắc chắn là một rack. Ôi, thêm ném nó có bò rồi nữa. Ném này có phải đồng đội ném không nhỉ? Từ từ tua lại nào.
Xem có phải đồng đội ném không? Nó xem ông nào đứng lâu rồi đó. Đúng rồi, đồng đội úp. Nhưng mà quả đấy hơi vội. Chắc là rope chắc quả này ông Pit nghĩ là có người đứng ở Pit đấy. Nếu mà đứng ở Pit thì sẽ không nghe được tiếng flash thì phản ứng sẽ không kịp. Ông ấy rút lao ra chạy thẳng luôn. Rope đứng ở đây. Quả ấy, bất ngờ chưa? Quả lửa trong tay hay quá. À, mình cũng có một quả lửa ném như thế nhưng mà mình chưa đăng. Cái hay của nó ấy là nó sẽ check được xem là tem địch có đang bò tới đoạn gần hay không. Bởi bình thường nếu mà người ta bò gần tới đây ấy, người ta sẽ kê như Perfecto này. Hoặc có đứng sang trái một tí và kê thẳng. Đấy, quả flat, quả lửa đấy nó sẽ check được vị trí của tem địch và có thể là cô lập địch và trả flat vào pick. Nếu mà có người bắn orb ấy, người ta cứ check ra pick, người ta sẽ pick từ đoạn này ra, pick thẳng ra. Thì nếu bạn bắn rifle, bạn kê thẳng đây thì nó sẽ bất lợi. Kê đây nó sẽ bất ngờ hơn. Bởi vì khi có người bò ra đây, đấy bò ra đây, người ta phải check cái đoạn này phía trước này. Và nếu bạn đứng ở sát cái mép gỗ đấy, nó sẽ hiện cái tay ra. Và góc này là một góc kê khá là perfect cho những ai cố tình muốn đi pick chuối. Các thư viện. Quả rôm gì định cường luôn, bởi vì biết thừa là nếu mà tem bạn cố gắng đánh Nga mà đông người quá thì nếu mà mình hầu góc đấy thì mình sẽ là người bị động. Bởi vì cứ lúc ấy đi cực tràn quá nhiều người rồi, nó sẽ khó chơi hơn. Thì lúc đi lúc này đã đưa ra một quyết định quan trọng là đẩy và bắt người trên lầu luôn. Bởi vì nếu mà đoán đúng, ví dụ bắn hai lầu đi, bắn hai lầu đổi được một mạng, khi đổi được hai thì tốt, còn bình thường thì chắc chỉ đổi được một thôi. Nhưng mà đoạn này lúc đi chắc là đoán là có một người trên lầu thôi, mình sẽ bắt người trên lầu luôn. Và nếu mà khóa được cái lầu này thì đồng đội sẽ sống được và dễ bắn hơn. Đấy. Chắc trường hợp này như lần trước, chắc chắn là Perfecto sẽ cố gắng pick người thôi. Chuyển cam Perfecto nữa. Hai quả này bít bò. Bít yếu hơn nhưng mà bít sẽ có lợi thế về vị trí hơn. Thì có thể và pha này bít sẽ pick thay vì Perfecto. Không, vẫn là Perfecto. Quả này pha lui này là chuẩn này, cho bạn nào không biết. Bởi vì khi mọi người lùi một cái đường thẳng như này ấy, nó sẽ rất là khó để mọi người cao xoay được. Và Sipo chọn cách là ngồi để kéo lùi xuống. Tức là khi mọi người lùi ấy, mọi người ngồi mọi người sẽ có đường đạn bắn chuẩn nhất trong game. Nó là đường đạn chuẩn nhất trong game rồi, chính xác nhất. Khi mọi người ngồi này thì cái khả năng chính xác của nó vẫn là cao. Thì thay vì mọi người phải cao xoay khi thấy địch ấy, thì mọi người ngồi và mọi người lùi này thấy địch thì mọi người để bắn luôn được. Pha lùi khá là ngon, khá là chuẩn. Bò rồi. Cái chuyện bò chay như này thì nó không còn quá là ngạc nhiên rồi, nãy mình đã nói rồi. Trong trường hợp mà mọi người muốn gây bất ngờ cho địch và trong trường hợp mọi người biết là bên kia thiếu người và họ sẽ bắn thủ lùi thì chắc chắn là bây giờ sẽ tìm cách bò, thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian đánh vào sai hơn, gây bất ngờ hơn và khiến cho địch khó rotate. Mà phải phết thì đoán nó đổi rồi, nó đổi lùi rồi. Quả này gáy ca solo B để cho Loki retake về. Như Na'Vi quả bắn vẫn rất là xuất sắc, vẫn thắng được. Double pick thì chắc chắn là thắng rồi, không có chuyện thua được. Chắc chắn nó bị sầm mốc đúng không? Quả bị sầm mốc nhưng mà vẫn cross. Hàng ngoài vẫn quyết định là cross luôn, cross sầm mốc luôn. Từ trả sầm mốc thì người ta sẽ lùi.
Kết quả bom bit trả một flash là bởi vì bên kia chắc ném smoke. Rồi bom bit sẽ chọn ném quả flash thứ hai chậm thôi. Để Navi bò vào sâu hẳn được luôn. Đẹp á. Quả này Elec đang bò thử quả smoke này đúng không? Nếu mà smoke này thường không ai nghĩ là sẽ có người bò qua đúng không? Bò qua bắt người luôn rồi xong rồi đi về luôn. để Stewie 2K. Nhưng mà công nhận quả đấy bò bất ngờ thật. Bình thường Brocky bắn cũng thích cương tay ấy nhá, không phải không đấy đâu. Thế nên cái quả bò qua sông mốc đấy thì cũng hiểu được phần nào. Chắc chắn là bò chay rồi, hết bom rồi thì chả bò chay. Đoán được luôn ạ. Tỉnh thế. Cái bút chiến thuật nó chắc là simple đoán được đấy. Quả đấy thì cũng bởi vì kiểu kiểu trong trường hợp đấy B nó kiểu thủ sâu quá, bò tới gần tận gần bên trong sau bắt đầu không có địch, chắc simple đoán được là có người trên đấy là chuyện bình thường. Bây giờ meta chườm chuối không phải ném hai lửa mà ném một smoke một lửa, chắc là một flash. Sao đây gần sấy vào smoke chết rồi. Smoke này thì nó sẽ luôn luôn có cái hiệu quả của nó ấy. Vì smoke che tận đầu đấy rồi thì nếu mà băng qua khả năng mà ăn flat thì rotate lùi lại ngược lại thì nó rất là khó. Trong trường hợp đấy là Vi ném một flat sớm và một flat muộn ấy. Đấy, tránh trường hợp là có người đang chiếm chuối sau khi đã smoke lại. Chắc là quả smoke chiếm chuối là meta. Đây là thường chơi thì mình bình thường chơi mình cũng sẽ ném smoke đấy, nhưng mà mình sẽ ném sau khi chiếm được chuối. Còn đây là chắc là bên city thì đường vết nó ném rất là nhanh, che thẳng luôn, chắc không tìm flash một lửa thì mấy đã chiếm được. Ngày kia trước thằng ngoài đẩy không đạp rồi, chuẩn phải phết đánh lâu á, đánh nhanh à. Rồi. Đấy, rất duy vẫn cẩn thận, quá cẩn thận ném quả lửa. Còn ông này nó bắt đầu bò về để clear góc này xem qua ai không. Đấy, di chuyển vị trí rất là hợp lý, cái impact nó rất là mạnh. Không chỉ đơn giản chiếm lâu xong đâu, chiếm lâu xong ông ấy còn di chuyển ngược lại để bắt đầu khoanh vùng, xong rồi đưa giả thiết là địch ở đâu. Di chuyển càng nhiều thông tin thì tên bắn sẽ càng dễ hơn. Phải phết, cứ đoán phết làm quả đánh thẳng A luôn. Tất nhiên là chúng ta nói về lợi thế hơn người, thì nếu mà mọi người rush thẳng 5 ma thì tất nhiên là bạn có lợi rồi. Nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái việc setup vị trí di chuyển như nào. Nhưng mà nói tầm pro chúng ta sẽ không nói chuyện ấy nữa. Chúng ta chỉ nói không về cái việc lợi thế về người thôi. 5 người tràn A chắc chắn là thắng rồi. Nhưng mà tem bạn có quay tốt đủ cách câu thời gian timing thì chưa biết được. Nhưng pha quả đấy khá là chắc kèo. Một quả co khá là tự tin. Phết clan lúc đầu không ai ngắm mid này, quả ông lúc đi ông mới bò về ông check mid xem có ai không. Đấy, sau khi check xong xác nhận là đồng đội mình có thể kê được đúng không, chính xác không, đúng rồi, xác nhận đồng đội có thể kê được thì lúc đi lại quay về kê second mid tiếp. Bởi vì khi người ta chơi ấy, anh em người ta chơi người ta sẽ luôn tính tất cả các timing có thể xảy ra, và một trong những cái timing cơ bản nhất là chắc chắn là địch sẽ đẩy. Thế nên là luôn luôn chơi kiểu gì ấy, nó sẽ luôn luôn có người kê đẩy. Ít hay nhiều, một người
chắc chắn sẽ luôn luôn có người kia đẩy, bởi vì người ta sẽ không bỏ cái timing là có thằng đẩy, mặc dù là nãy giờ cũng chẳng có ai đẩy đâu, nhưng họ bắn chuẩn và họ bắn chắc kỹ năng bắn tay, nếu luôn luôn sẽ có người kia đẩy. Quả Rodri định di chuyển bò luôn à? Không, Rodri ở góc thôi. Rodri chắc là sợ đứng góc kia. Đứng góc dưới đấy mình thấy góc đấy cũng là góc khá là đẹp bởi vì mình hay đứng nhiều. Nhưng mà chắc ông này cảm thấy không ổn nên đổi góc. Nó gọi là đặt tâm thấp nhỉ? Đây, bây giờ mới đặt tâm đúng này. Đây là tâm thấp đấy. Chắc là sợ, tức là thường nếu mà phòng sáng ra, nếu mà ra quả này ấy, thì thường ra nó sẽ kiểu phổ thông quá nên chắc là đặt tâm hơi thấp xuống, sợ là cái ngồi xuống à, hay là do 43 nhìn thấy được, hay do mình nhìn nhầm nhỉ? Đấy, đoạn này đặt lại, đặt cao đầu đấy, đấy mình có chipping đâu. Chắc là sợ ngồi xuống. Quả này là người kê cho đồng đội đánh có sai không? Nó không có thấy tình huống đẩy. Thì chắc là tem kia biết là sẽ rotate B rồi. Có tiếng chạy này. Rodri chắc chắn là đoán được rotate rồi. Bắt được người, thôi xong, mất Boma rồi. Quả này thắng thì... Ui. Quả này quyết đoán thật sự luôn. Quả đoán được thì nếu bạn có một game sense tầm tốt thì bình thường. Quả này là biết là không đủ tham và Rob kê ở đây và không không có nghe tiếng rotate về mid thì chắc là quả đoán được luôn là rotate về ách rồi. Xong rồi Rob đi bò lên xong rồi bên kia cũng tạo tiếng nữa, bên kia tạo tiếng khi rotate. Thế là Rob đi nghe được cái pha co xảy ra luôn. Pha này vào thắng thì thực sự là well play cho Fnatic Clan và Rotti. Nào, Rocky có làm được không? Rocky. Ui. Làm được thật luôn ạ. Oh, GG. Easy well played.